Thời gian qua, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phù Cử triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến thời điểm này, doanh số cho vay đạt 67 tỷ đồng với trên 1.600 lượt khách hàng được vay vốn, góp phần giúp cho gần 600 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, thu hút tạo việc làm cho trên 300 lao động, hỗ trợ xây mới và cải tạo trên 1.300 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, giúp hàng chục hộ thu nhập thấp được vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa để ở ổn định cuộc sống. Hàng trăm học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để đầu tư cho học tập. Hai cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được vay vốn để phục hồi và duy trì hoạt động. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.